tất cả mọi người, chào buổi sáng mọi người ạ. Mọi người nhìn thấy ở đây là công ty em, địa chỉ 258 Phạm Văn Đồng. Sáng nay thì bên em lúc 4 giờ sáng bên em đã xuống hàng Kama với model là 6700T và 6700TL. Đây là model mới nhất của năm 2023. Ngày sản xuất là ngày 6 tháng 6 và hôm nay là ngày 20 tháng 6 thì hàng đã về Hà Nội và về đến tại địa chỉ 258 rồi. Đã đi được một nửa công rồi, một nửa số hàng thì là khách hàng đã đến lấy từ rất là sớm. Còn đây là em show lên cho anh em để cho anh em tin tưởng và khẳng định cho một vài bên là bên em là nhận cọc của khách là có hàng thật, việc thật và rất là uy tín. Nếu mà có chậm trễ thì xin mọi người thông cảm, bởi vì bên em cũng phụ thuộc vào hải quan nên là thành ra là có thể cái kiện này về chậm hơn một chút. Như dự kiến là bên em về hàng vào ngày 19 tháng 6 nhưng mà đến hôm nay là ngày 20 tháng 6 thì mới trả hàng được cho anh em. Thì hy vọng là mọi người sẽ thông cảm. Chỗ hàng này thì một lúc nữa thôi thì bên em cũng sẽ đi hết. Nhưng mà có một tin vui cho anh em là lô tới đây, có nghĩa là khoảng 12 giờ trưa nay bên em sẽ được làm thủ tục ở hải quan và sẽ được lấy ra luôn. Nên là những anh em nào mà mình chưa mua được đợt vừa rồi, chưa cọc được đợt vừa rồi thì mọi người yên tâm là liên hệ ngay đến số hotline 024-3838-3456 để bên em hỗ trợ mọi người đặt hàng sớm nhất và để đến chiều tối nay là mọi người sẽ có hàng ạ. Em sẽ khui thùng luôn cho mọi người luôn để mọi người xem kiểu dáng mới nhất của năm 2023 là như nào ạ. Đây, hàng nguyên đai nguyên kiện mã Kama nhá. Ở trên cái đai này cũng dập Kama này. Kama Oil Stand. Thương hiệu của Đức. Cực kỳ là uy tín trong dòng máy phát điện nên là anh em khi sử dụng thì mình hoàn toàn có thể yên tâm. Khui thùng luôn cho anh em cho nóng. Thùng nha mọi người, khi mà lớp thùng trước ra rồi thì còn lớp sau nữa này, cực kỳ là cẩn thận. Anh em nào mà mình ở tỉnh thì mọi người hoàn toàn yên tâm là bên mình sẽ gửi vận tải, mọi người nhận trong ngày luôn. Đây, ngoài một lớp mà gỗ ép ra rồi thì còn lớp xốp này, bao bóng ly lông này, đây nhá, có sách hướng dẫn này, đây là máy này, đây mình sẽ lấy máy ra luôn. Đây ạ. Model 6700T, một mẫu mới nhất của năm 2023. Rất là xịn nhá. Đây ạ. Của Kama, hàng của Kama thì cực kỳ là uy tín rồi, nên là anh em thì mình khi mua hàng thì mình hoàn toàn yên tâm. Rồi nhá, đây, đây là cái bình để chúng ta châm nhớt, chúng ta cho trực tiếp vào. Dung tích bình nhớt của con này là khoảng 1.6 lít thì mọi người sẽ đổ giúp mình là 1.2 lít. Đây, sâu gần cho anh em thấy này, chữ Kama dập này. Hàng cực kỳ là chất lượng nhá, mới tinh, mới hổi luôn, đập hộp luôn. Đấy, anh em nào mà mình cọc rồi thì mình yên tâm là đúng giờ hẹn là bên em sẽ trả hàng cho mọi người. Đây các bạn ạ. Đây là bộ khởi động này, mình cắm chìa khóa khởi động này. Đây là cái nút hiển thị dầu này, bảng hiển thị điện ra này. Và một điểm đặc biệt là có cổng ATS để các bạn có thể sử dụng thêm tủ ATS vào nhé. Đây, hai cổng ra. Cổng ra 220V này, ắc quy này, 12V này. Thương hiệu Kama dập nhé, cực kỳ là đẹp luôn ạ. Có rất nhiều khách hàng của em thắc mắc là 6700T và 6700TL nó khác nhau như nào. Thì em đã cũng giải thích rất là nhiều rồi, là 6700T và 6700TL nó chỉ khác nhau về kiểu dáng thôi. Còn thông số thì nó hoàn toàn giống nhau, đều là 5kW và là tần số là 50Hz. Đây, nó có điểm khác nhau là ở 6700T thì là thương hiệu Kama thì nó sẽ mát một chút, còn con 6700TL thì nó sẽ vuông hơn. Tùy vào nhu cầu của anh em, mình thích mẫu mã nào thì mình đặt mã đấy thôi ạ. Và điều đặc biệt của mã 6700 đó là mình sẽ có chìa khóa. Không giống như cái dòng cũ 6500 thì là mình chỉ là tay nhựa, chốt nhựa để mình kéo ra. Đó, các bạn lưu ý nhé, khi mà mình mở ra ấy, nếu mà các bạn bấm không thì nó sẽ chưa ra đâu, mà các bạn phải nhấn ở bên dưới này nữa thì nó mới ra. Đó. Mút xốp cực kỳ là dày, siêu chống ồn. Nên là anh em mà mình sử dụng hàng Kama thì mình hoàn toàn có thể yên tâm.
đấy là một trong những lý do mà tại sao mà khách hàng của mình vẫn trông chờ và chờ đợi hàng Kama. Mình về một lông 60 máy nhưng mà hiện ở chỗ này chỉ còn khoảng 25-26 máy thôi. Từ 4 giờ sáng cho đến bây giờ chắc cũng chỉ khoảng 7 giờ một chút thôi. Mình lên luôn để cho anh em nắm thông tin. Nếu nào mà mình vừa công rồi mình chưa đặt được hàng thì mọi người hãy liên hệ ngay đến số hotline của bên công ty mình để bây giờ có thể đặt hàng. Để trong chiều nay công mới về thì bên mình sẽ trả hàng cho mọi người ạ. Mọi người hãy nhớ số hotline của công ty Vinmark đó là 024-3838-3456. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Mình sẽ thường xuyên và update các model của máy phát điện cũng như là các cái sản phẩm về. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt.